từ sáng ta đi cùng nhau, và lòng anh đã hứa yêu em dài lâu, chưa thấy nồng như anh cho em buồn, lại ướt hoen đôi bờ mi. Này một khi đã hứa xin anh đừng quên, rằng từ nay chỉ có mỗi riêng mình em. Đã như là giấc mơ bên anh là lòng đã yêu anh hơi người. Nhớ không em bao nhiêu ngày tháng qua, tình đôi ta đã trao nhau qua thiết tha. Lòng anh hứa sẽ mãi mãi không đổi thay, và con tim chỉ biết yêu em. Nói đi em yêu chỉ có anh. Nguyện trên môi em trao anh những khúc ca. Từng ngày qua bên nhau chắc em nhận ra, rằng anh đây chỉ có em thôi. Chuyện tình yêu ta mãi như muôn bài thơ, tự tình trong ca khúc có em và anh. Mãi như một khúc ca la la la, tình anh đưa ta mãi bên người. Vào một ngày tươi sáng ta đi cùng nhau, và lòng anh đã hứa yêu chưa thay nồng như anh cho em buồn, lại ướt hoen đôi bờ mi. Này một khi đã hứa xin anh đừng quên, rằng từ nay chỉ có mỗi riêng mình em. Đã như là giấc mơ bên anh là lòng đã yêu anh hơi người. Nhớ không em bao nhiêu ngày tháng qua, tình đôi ta đã trao nhau qua thiết tha. Lòng anh hứa sẽ mãi mãi không đổi thay, và con tim chỉ biết yêu em. Nói đi em yêu chỉ có anh. Nguyện trên môi em trao anh những khúc ca. Từng ngày qua bên nhau chắc em nhận ra, rằng anh đây chỉ có em thôi. Chuyện tình yêu ta mãi như muôn bài thơ, tự tình trong ca khúc có em và anh. Mãi như một khúc ca la la la, tình anh đưa ta mãi bên người. Anh hai ngồi bề lối quán hô về màn
quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát tôi, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, non quay thao ư người ơi, non quay thao ư nói gì người ơi, người ơi. Làng quan họ quê tôi, những năm bom mì thả, loan phương vẫn ăn xoài, hương thơm đồng lúa chín, quan họ về mà là về trao duyên ấy, quan họ về là về trao duyên. Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, xin gửi cả ánh trăng quê bình. Xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà.
anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Thank you.
Nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin năm chầu nhuộm áo cho anh. Một lá châu xanh thắm tình em trắng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Em thương anh rồi sao em chẳng nói, để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trầu vàng. Hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin năm chầu nhuộm áo cho anh. Một lá châu xanh thắm tình và em trắng phai. Bác tổ chức tôi sẽ được thông qua chương trình ngày vui trọng đại của gia đình gồm có 3 phần. Và phần thứ nhất là phần lễ ăn hỏi. Và phần thứ hai là lễ dẫn cưới của phái đoàn có vị con họ nhà trai. Phần lễ thứ ba đó là lễ xin dâu. Thưa quý vị thân mến, và như chúng ta đã biết thì trong cuộc sống, tình yêu luôn là món quà vô giá mà cuộc sống tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và rõ ràng để hướng tới hôn nhân, đó là ước mơ lớn, một khát khao lớn của các cặp đôi đã yêu, đang yêu, luôn mong chờ được chạm tới. Để rồi ngày hôm nay thì tất cả quý vị đã và đang cùng chứng kiến và chúc phúc cho câu chuyện tình yêu của cô dâu Kim Cúc sánh duyên cùng với chú rể Ngọc Lộc. Và tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên, đó là phần lễ ăn hỏi của phái đoàn có vị con họ nhà trai. Và ngay lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hai vị đại diện phái đoàn có vị con họ nhà trai và nhà gái sẽ cùng khởi thân tiến về sân khấu để cùng có đôi lời phát biểu trong chương trình lễ ăn hỏi. Một tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt quý vị cùng chào đón sự diện của hai vị đại diện hai bên gia đình ạ. Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của vị đại diện phái đoàn con vui con họ nhà trai chú rể Ngọc Lực sẽ cùng có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, quan viên hai họ cùng toàn thể các quý vị. Đại diện cho gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu của các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, cậu, vợ, anh, chị em, nội ngoại trong gia đình và bạn bè thân thiết của gia đình. Lời đầu tiên, thay mặt cho đoàn gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, đại diện cho gia đình họ nhà gái đã dành thời gian đón tiếp lòng nhiệt đối với đoàn đại diện của gia đình nhà trai chúng tôi. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, toàn thể các quý vị, sau một thời gian cháu Lộc và cháu Cúc tìm hiểu, được sự nhất trí của hai gia đình
và chính quyền địa phương cho phép hai cháu tổ chức xây dựng lễ sảnh hôn trăm năm. Hôm nay theo phong tục của địa phương và được sự nhất trí của hai gia đình, đoàn đại biểu gia đình nhà trai chúng tôi có sắm lễ để tổ chức báo cáo với các cụ và các ông các bà gia đình và nhà gái lễ ân hỏi cho các cháu. Sau đây tôi xin kính mời vị đại diện cho nhà gái nhận lễ, và sau đó thì cáo gia tiên, và đồng thời cầu mong hạnh phúc cho hai cháu. Một lần nữa thay mặt cho gia đình và nhà trai, chúng tôi xin cảm ơn và kính chúc các cụ, các ông, các bà, toàn thể các quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, thưa toàn thể hội hôn, thay mặt cho phái đoàn nhà gái, trước tiên tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý khách một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an lành. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và quan viên hai họ, cháu Cúc và cháu Lộc sau một thời gian tìm hiểu đã thống nhất tiến tới hôn nhân và được hai gia đình đồng ý. Hôm nay, gia đình họ nhà trai có cơ lễ, cơ cầu, lễ ăn hỏi đến nhà gái. Thay mặt cho gia đình nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận lễ ăn hỏi và chúc phúc cho hai cháu. Sau đây mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và quan viên hai họ ăn trầu uống nước để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn hai vị đại diện phái đoàn nhà trai nhà gái đã cùng vào có đôi lời ý kiến đã phát biểu trong phần lễ ăn hỏi. Trời đã che sợi chi hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta viên hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở đầu, đời mến thương thêm ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đôi trao, câu chuyện trầu cao. Quê hương đẹp thế, nắng chiều trên quãng đường đê. Một đàn em bé nô đùa khi tan rừng về. Kính thưa toàn thể các quý vị, vừa qua các cụ và toàn thể hội trường chúng ta đã chứng kiến việc đại diện gia đình họ nhà gái nhận lễ ăn hỏi để làm tiền đề cho việc tổ chức lễ kết hôn cho hai cháu. Thay mặt cho đoàn đại biểu của gia đình nhà trai, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cụ và đại diện cho gia đình và nhà gái đã chấp nhận lễ và công nhận cháu Lộc là con, là rể của gia đình và gia tộc của chúng ta. Và được sự nhất trí và thống nhất của các cụ cũng như hai gia đình, báo cáo với các cụ, công các bà và toàn thể hội hôn là gia đình chúng tôi có lắp lễ gọi là lễ dẫn cưới để phục vụ cho ngày gần đây nhất hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và đại diện cho gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện cho nhà gái nhận lễ, báo cáo với gia tiên và cho phép hai cháu tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và quan viên hai họ, theo phong tục tập quán của địa phương, hôm nay nhà trai tổ chức lễ ăn hỏi và tiến hành lễ đám cưới đối với việc trăm năm hạnh phúc của hai cháu Lộc và Cúc. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái,
chúng tôi chấp nhận lễ đám cưới của gia tộc họ nhà Trai và cũng công nhận cháu Lộc từ nay trở đi là con rể của gia đình nhà gái chúng tôi và cháu Túc là con dâu của gia đình họ nhà Trai. Cuối cùng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác và quan viên hai họ một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc viên mãn. Xin cảm ơn. Chương trình được phép của các cụ và sự thống nhất của hai gia đình. Nghi lễ của gia đình chúng tôi có chấp chầu. Xin đón đầu lấy ngày, xin báo cáo với các cụ và hội hội như vậy. Thế sau đây thì xin kính mời đại diện cho vị nhà gái thì xin nhận chấp đầu và gia đình chúng tôi đã trao. Xin chấp chấp xin mời. Hai bà ơi. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa các vị quan viên hai họ, thể theo phong tục tập quán địa phương, hôm nay họ nhà Trai chọn ngày này tháng tốt, có cơ chầu An Hoài và lễ đám cưới, đồng thời có cơ chầu Chim Châu, Chim Lâu. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái chúng tôi xin chấp nhận ba phần lễ nói trên và cũng công nhận cháu Lộc là cháu rể trong gia đình của nhà gái chúng tôi và trao cháu Phúc về làm dâu họ nhà Trai. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc viên mãn, bầu bạc giang long. Chúc các cụ, các ông, các bà luôn mạnh khỏe, gia đình bình an hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin chào, cảm ơn đôi lời phát biểu và nơi đô thành em là gái hiền lương, thương là thương em rồi, mong đôi mình nên nghĩa trầu cao, thương mối tình đậm sâu, đôi ta đường bền lâu, cho tròn câu hẹn ước anh và em sẽ kết duyên mặn nồng. Dây là dây tơ hồng, duyên
giờ chồng chỉ có đôi ta. Em là cô gái hiền theo anh về làm dâu miền quê, duyên khắc chặn tình nhau thương muôn vàng đời sau. Ông trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồng, cho dù bao tố phong bao ba, cho dù nếu đời con xa, anh sẽ đưa em đi hết quãng đường trong tố đau thương. Dù có chia xa dù có phong ba ta vẫn không ngại ngùng, mong một ngày cây lúa cây trổ bông đôi ta cùng chung một dòng sông, đồng lúa mênh mông duyên đời chờ trông, hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây. Nơi đô thành em là gái hiền lương, thương là thương em rồi mong đôi mình nên nghĩa trầu cao. Thương mối tình đậm sâu đôi ta đừng bền lâu, cho tròn câu hẹn ước anh và em sẽ kết duyên mặn nồng. Giấy tơ hồng duyên giờ chồng chỉ có đôi ta, em là cô gái hiền theo anh về làm dâu miền quê, duyên khắc chặn tình nhau thương muôn vàng đời sau. Ông trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồng, cho dù bao tố phong bao ba, cho dù đời còn xa, anh sẽ đưa em đi hết quãng đường dòng tố đau thương. Dù có chia xa dù có phong ba ta vẫn không ngại ngùng, mong một ngày cây lúa cây trổ bông đôi ta cùng chung một dòng sông, đồng lúa mênh mông duyên đời chờ trông, hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây. Cho dù bao tố phong bao ba, cho dù nếu đời còn xa, anh sẽ đưa em đi hết quãng đường dòng tố đau thương. Dù có chia xa dù có phong ba ta vẫn không ngại ngùng, mong một ngày cây lúa cây trổ bông đôi ta cùng chung một dòng sông, đồng lúa mênh mông duyên đời chờ trông, hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây, hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây, hạnh phúc nơi đây. Chúc mừng hạnh phúc tới chàng hoàng tử Ngọc Lộc và là công chúa Kim Cúc trong ngày hôm nay. Và trong không khí tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình với bàn tiệc trầu, tiệc trà, tiệc bánh, tiệc kẹo đã được ban tiếp tân của gia đình ông bà Toàn Thơm chuẩn bị rất chu đáo để cùng chào đón toàn thể hai giới các cụ, cô, các bà, quý vị quan khách quý. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nở những nụ cười thật hạnh phúc trên bờ môi và cùng lan tỏa, cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chào đón hai vị đại diện của hai bên gia đình. Ngay sau đây sẽ cùng di chuyển về trung tâm sân khấu để chính thức có lời phát biểu trao dâu và nhận dâu. Và MC thì rất cần những tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị khách quý để cùng chào đón hai vị trưởng đoàn. Xin mời! Và tiếp sau đó xin mời chú rể Ngọc Lộc cùng gia đình, quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quan khách của hai bên gia đình thân mến. Như quý vị đã thấy trong hôn trường cưới ngày hôm nay, thời tiết thì đang rất đẹp rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nghi thức ăn hỏi xin báo cáo với toàn thể hai giới các cụ, cô, các bà, quý vị khách quý, quan viên hai họ đã được tổ chức thành công tại hôn trường cưới của gia đình quan viên họ nhà gái. Và trở lại với lâu đài tình ái của
hôn trường cưới họ nhà trai. Quý vị, chúng ta đang cùng được chào đón hai vị đại diện cho hai bên gia đình, cùng với đó là chú rể Ngọc Lộc, cô dâu Kim Cúc đang cùng di chuyển về sân khấu ra mắt toàn thể quý vị khách quý quan viên hai họ trong ngày hôm nay. Với tình yêu tự nguyện trong sáng của đôi bạn trẻ, với sự vun vén hạnh phúc của hai bên gia đình, được sự cho phép của chính quyền sở tại địa phương, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để hai bên gia đình cùng thực hiện nghi thức ăn hỏi. Đây sẽ là một nét văn hóa, một phong tục không thể nào thiếu được trong ngày cưới để cùng thắt chặt tình cảm của hai bên gia đình. Với sự thống nhất cao của hai vị trưởng đoàn, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một nghi thức trong nghi thức ăn hỏi ngày hôm nay. Đó chính là lời phát biểu trao dâu và nhận dâu của hai vị đại diện hai bên gia đình. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về vị trưởng đoàn họ nhà gái ạ. Vâng, ông đang nở những nụ cười rất hạnh phúc trên bờ môi. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông sẽ có lời phát biểu chính thức trao dâu tại hôn trường cưới của gia đình quan viên họ nhà trai. Và rất mong rằng toàn thể hôn trường cưới chúng ta sẽ cùng dành tặng cho vị trưởng đoàn họ nhà gái một tràng vỗ tay thật lớn trong ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị. Các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè của hai cháu Lộc và Cúc, kính thưa toàn thể hồi hôn, sau một thời gian hai cháu Cúc và Lộc tìm hiểu và đã đi đến thống nhất xây dựng hạnh phúc trăm năm. Hôm nay họ nhà trai chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ ăn hỏi và dẫn cưới, và đồng thời có cơ chầu xin dâu lần thứ nhất. Cho phép tôi thay mặt quan viên họ nhà gái kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng các vị quý khách sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc viên mãn. Các cháu Cúc và Lộc là tuổi trẻ mới lớn, cho nên rất mong sự quan tâm giúp đỡ của hai gia đình để các cháu hoàn thành nhiệm vụ của người dâu hiền rể thảo hai gia đình. Trên đây tôi xin chính thức công nhận cháu Lộc là con rể của gia đình họ nhà gái chúng tôi và trao cháu Cúc về làm dâu ông bà Toàn Thơm và gia đình họ nhà trai. Cũng mong sự quan tâm chỉ bảo của hai bên gia đình để các cháu hoàn thành nhiệm vụ. Chúc cho hạnh phúc trăm năm của hai cháu bền lâu viên mãn. Chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hưởng hôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trong ngày vui trọng đại của hai bên gia đình trong ngày hôm nay, với sự chuẩn bị rất chu đáo và đặc biệt với sự chỉ đạo sát sao của vị trưởng đoàn họ nhà trai, một không gian cưới, một tiệc cưới rất trang trọng, ngày trọng đại của chú rể Ngọc Lộc và cô dâu Kim Cúc với nghi thức ăn hỏi đang được tổ chức long trọng tại hôn trường cưới của gia đình quan viên họ nhà trai. Và MC đã thấy rằng là ông Toàn, bà Thơm thân sinh ra chú rể Ngọc Lộc đang nở những nụ cười rất hạnh phúc trên bờ môi, dang rộng vòng tay đón chào toàn thể quan khách ngay từ bên phía ngoài cổng hoa. Và tại sân khấu chính của gia đình, một vị đại diện ngay sau đây sẽ chính thức có lời phát biểu cảm ơn, mời nước mời chầu quan viên hai họ và chính thức nhận dâu trong giây phút trọng đại ngày hôm nay. Quý vị, chúng ta còn chờ đợi gì mà không dành tặng cho vị trưởng đoàn họ nhà trai một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi, xin mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, quan viên hai họ cùng toàn thể các quý vị, bạn bè, thanh niên, nam nữ của hai cháu. Sau một thời gian hai cháu Lộc và Cúc tìm hiểu, được sự vun đắp của hai gia đình, sự đồng ý của chính quyền địa phương, cho phép hai cháu tổ chức lễ thành hôn và hạnh phúc trăm năm. Ngày hôm nay, hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên, thay mặt cho gia đình và nhà trai, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các quý vị, bạn bè, thanh niên nam nữ của hai cháu đã bớt chút thời gian đến dự buổi lễ thành hôn của các cháu.
Kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể các quý vị, qua ý kiến của ông đại diện thì nhà gái, thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin chấp nhận và xin nhận cháu Cúc làm dâu của gia đình cũng như là họ Nguyễn Ngọc của chúng tôi. Và chúng tôi xin đề nghị là giao cháu Lộc là rể của gia đình họ nhà gái. Từ nay gia đình, quê hương và xã hội có thêm một mái ấm gia đình. Với tư cách là một người chú, chúng tôi mong muốn và căn dặn các cháu có cuộc sống vun đắp hạnh phúc và đồng thời thực hiện như những lời mà các cụ đã căn dặn dâu hiền dạy bảo. Cuối cùng một lần nữa thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin được chân thành cảm ơn và kính chúc các cụ, các ông, các bà, các quý vị, các bạn thanh niên nam nữ của hai cháu luôn mạnh khỏe hạnh phúc và xin chúc phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, thật tuyệt vời với lời phát biểu chính thức nhận dâu của vị trưởng đoàn đại diện gia đình quan viên họ nhà trai. Rất hay và đầy đủ các ý trong ngày hôm nay, có lời phát biểu cảm ơn, lời phát biểu chào đón và chính thức nhận cô dâu Kim Cúc là cháu dâu của dòng tộc của họ nhà trai và là con dâu của gia đình ông Toàn, bà Thơm. Và thay mặt cho ban tổ chức, ekip của chương trình xin được chúc cho tình cảm thông gia của hai bên gia đình luôn được bền chặt và keo sơn. Xin chúc cho chú rể và cô dâu sẽ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Hai em sẽ xứng đáng là trai tài gái sắc, dâu hiền rể thảo của hai bên gia đình. Và trước sự chứng kiến của tất cả quý vị khách quý quan viên hai họ thì ngay sau đây thì xin mời hai ông trưởng đoàn có thể hướng về nhau, dành tặng cho nhau một cái bắt tay để chúc cho nghi thức ăn hỏi ngày hôm nay đã thành công rất tốt đẹp tại sân khấu chính lung linh ánh đèn trước sự chứng kiến của tất cả quý vị khách quý. Và một tràng vỗ tay thật lớn để cùng dành tặng cảm ơn hai vị trưởng đoàn. Xin mời. Và ngay sau gia đình của nhau, anh đừng lo, em đã biết trách nhiệm đối với anh. Em sẽ luôn bên anh cho dù thế nào. Vợ chồng ta sẽ mãi chung một mái nhà. Cảm ơn anh đã tin tưởng em bao ngày qua. Em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy anh. Trong tương lai quan chúng ta cho dù gái trai, thì trong yêu ơi hạnh phúc ấy chẳng gì sánh bằng. Này cảm ơn nghe chồng ơi, này cảm ơn nghe chồng ơi, anh bên em dù bao nhiêu
điều đàn sánh các về phía cuộc vào thời nay cây nước tía quý biết đừng thương cái mấy bạn xin đừng quên nhau. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhạc sầm sình, nhạc vui quá vui. Tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người, chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Dồn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Này khăn đông đôi tóc, này đôi guốc mộc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rừng dừa cao lũy chúng bờ lao. Xưa đã cùng em từ vườn châu, nghiêng nắng hàng cau xanh dạt dào, bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân nắng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô bao yến oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tuổi trồng cây và hỏi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng lén lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rừng dừa cao lũy chúng bờ lao. Xưa đã cùng em từ vườn châu, nghiêng nắng hàng cau xanh
dạt dào bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân nắng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô bao yến oanh đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tuổi trồng cây và hỏi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng lén lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Xuyên qua bao mái tranh ngọt ngào hương thơm lên mái tóc xanh, những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thiết tha, những mẹ già ngồi chòm che lùa xóm dưới rung rung môi cười như tuổi còn đôi mươi. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang. Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo việc nhà thắp lúa vun vườn cả liếp dứa. Em ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi. Khoan hời khoan hò, tới mùa đơm bông khơi ngàn lối sông, gặt nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi kính mời toàn thể quý vị hãy cùng chúng tôi dành chọn anh đi về sân khấu vũ để chương trình đại lễ vu vi của cô dâu Kim Cúc sánh diện cùng chú rể Ngọc Lộc xin phép được bắt đầu. Nhân thì cho phép Thanh Tùng người kết nối dẫn dắt câu chuyện tình yêu đỡ lời gia đình ông Định bà Hương là song thân phù mẫu thân sinh cho cô dâu Kim Cúc, xin gửi tới toàn thể quý vị lời chào lời kính chúc sức khỏe thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Đón diện diện ra mắt của chàng trai lịch lãm hạnh phúc nhất trong bộ vết cưới, xin mời diện diện của chú rể Ngọc Lộc sẽ cùng tiến về sân khấu để chào đón diện diện của quan viên hai họ quý viên cái quý ạ. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến và đôi bạn trẻ của chúng ta có được ngày vui hạnh phúc trọn vẹn to lớn như ngày hôm nay thì chúng ta không thể không nhắc tới công lao sinh thành dưỡng dục sự vun vén tác hợp của đôi bên gia đình. Và ngay bây giờ ban tổ chức trân trọng giới thiệu chào đón tiến về sân khấu hạnh phúc sự hiện diện của hai ông hai vị đại diện hai bên gia đình sẽ cùng khởi thân tiến về lễ đài hạnh phúc để làm thủ tục phát biểu xin dâu và trao dâu. Một trong tay thật nồng nhiệt hơn nữa quý vị cùng chào đón sự hiện diện của hai vị đại diện hai bên gia đình ạ. Thưa quý vị thân mến ạ, đang hiện diện trên sân khấu bây giờ đây đó là đại diện của hai bên gia đình
cùng chàng trai lịch lãm hạnh phúc nhất chú rể Ngọc Lộc. Thưa quý vị, được sự nhất trí của chính quyền địa phương sở tại, được sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình và trải qua những tháng ngày tìm hiểu, vượt qua mọi rào cản, thử thách sóng gió trong tình yêu, để rồi ngày hôm nay thì hai trái tim đã chính thức hòa chung nhịp đập và khoảnh khắc hạnh phúc trọng đại đã đến ngay bây giờ. Cho phép Thanh Tùng, người kết nối chương trình, xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ vu quy của cô dâu Kim Cúc sánh duyên cùng chú rể Ngọc Lộc xin chính thức được bắt đầu. Một trong tay thật lớn, thật nồng nhiệt, quý vị để cùng chúc mừng hạnh phúc đi ạ. Wow, thật tuyệt vời, thật đúng là bao năm ngày đời tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Kính thưa quý vị thân mến, để tiếp nối với chương trình thì ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi sẽ được trân trọng nhường lời nhường mic cho vị đại diện phái đoàn có tên con họ nhà trai sẽ cùng có đôi lời giới thiệu về thành phần tham dự của phái đoàn nhà trai và đôi lời ý kiến phát biểu xin dâu. Một chỗ tay thật giòn giã, quý vị cùng chào đón sĩ diện của ông ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, quan viên hai họ cùng toàn thể các quý vị. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của gia đình nhà trai, gồm có các cụ, các ông, các bà, đại diện cho hai gia đình, hai họ, bạn bè thân thiết của gia đình. Lời đầu tiên, thay mặt cho đoàn nhà trai, chúng tôi xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà, gia đình nhà gái đã dành thời gian và dành tình cảm trân trọng nhất đón tiếp gia đình nhà trai chúng tôi, cũng như là quan khách của hai gia đình và bạn bè của hai cháu. Nhân dịp ngày đại lễ của hai cháu, chúng tôi xin được kính chúc các cụ, các bà, toàn thể hội hôn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Là hai cháu đã chính thức thành lên vợ, thành chồng. Hôm nay hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Theo phong tục của địa phương thì gia đình nhà trai chúng tôi có cây trầu xin kính gia tiên và xin phép các cụ cùng toàn thể các vị đại diện cho gia đình nhà gái là chúng tôi được nhận dâu về làm con làm dâu của gia tộc họ Nguyễn Ngọc chúng tôi, và đồng thời cũng kính mong các cụ đại diện cho gia đình nhà gái nhận cháu Lộc làm con làm rể gia tộc của các cụ. Cuối cùng, thay mặt cho đoàn nhà trai, chúng tôi xin kính chúc các cụ, công các bà cùng toàn thể hội hôn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hai cháu hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Rất tuyệt vời, xin được trân trọng cảm ơn đôi lời phát biểu vang ngọc đến từ vị đại diện phái đoàn có với con họ nhà trai đã cùng có đôi lời ý kiến phát biểu xin dâu vừa rồi. Và tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời một vị đại diện phái đoàn quan viên con họ nhà gái sẽ cùng có đáp lời trao dâu với phái đoàn quan viên con họ nhà trai. Một trong tay thật lớn, thật nồng nhiệt, quý vị cùng đến với đôi lời phát biểu vị đại diện phái đoàn nhà gái ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa các vị quý khách, kính thưa toàn thể hội hôn. Trước tiên cho phép tôi thay mặt đoàn quan viên họ nhà gái xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà cùng các vị quý khách có một sức khỏe dồi dào, gia đình an khang viên mãn. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa các vị quý khách, cháu Lộc và cháu Cúc sau một thời gian tìm hiểu đã đi đến thống nhất xây dựng hạnh phúc gia đình trăm năm, được sự vun đắp của hai gia đình và được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Hôm nay họ nhà trai chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đại lễ cho hai cháu. Tôi thay mặt cho họ nhà gái xin cảm ơn các vị quý khách đã có lòng đến để chia vui cùng với gia đình chúng tôi. Chúc hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Và chúng tôi cũng xin thay mặt cho họ nhà gái chính thức công nhận cháu Lộc
từ nay là cháu rể, con rể và cháu rể của gia đình, gia tộc họ Lê chúng tôi. Và chính thức bàn giao cháu Phúc về làm dâu gia đình họ nhà trai và họ Nguyễn Ngọc. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Đã cùng có đôi lời ý kiến phát biểu xin dâu và đến với đôi lời phát biểu trao dâu và nhận rể đến từ vị đại diện phái đoàn nhà gái. Thưa quý vị thân mến, và sự gặp gỡ của quan viên hai họ được ví như tình quen trong một khắc nghĩa để dài trăm năm. Và trong lúc này đây, khoảnh khắc hạnh phúc trọng đại, thì xin mời sĩ diện của hai vị đại diện hai bên gia đình sẽ tiến lên một bước để cùng trao cây trầu xin dâu với phái đoàn công ty con họ nhà gái. Và xin mời tất cả quý vị hãy vang lên một tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mối tình thông gia hai bên gia đình gắn bó keo sơn bền chặt kể từ đây ạ. Sau đó đôi bạn trẻ sẽ cùng làm thủ tục thắp hương, lễ gia tiên, trình bái tổ tiên và cùng đi mời nước, mời trà các cụ, các bạn quý vị khách quý. Trách nhiệm với em, anh sẽ luôn bên em cho dù thế nào. Vợ chồng ta sẽ mãi chung một mái nhà. Cảm ơn em đã tin anh bao năm qua nhé vợ ơi. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy em. Trong tương lai con chúng ta cho dù gái trai, thì vợ yêu ơi hạnh phúc ấy chẳng chỉ dành bà. Này xin chào mọi người, quý vị thấy cặp đôi của chúng ta có đẹp đôi không ạ? Quả thật là trai tài gái sắc đúng không ạ? Một tràng tay thật lớn của quý vị để dành tặng cho đôi nương của chúng ta. Và trước sự chứng kiến đông đủ của quan viên anh họ, quý vị khách quý thì ngay bây giờ xin mời cô dâu chú rể hãy cùng dành một cái cúi chào để ra mắt chào đón toàn thể quan viên hay họ, quý vị khách quý, xin mời. Và để tiếp nối chương trình thì ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu những tình cảm, món quà, kỷ vật đến từ đại gia đình sẽ tiến về sân khấu để trao tặng cho cô dâu chú rể. Và tình cảm món quà đầu tiên, chúng con xin được trân trọng giới thiệu và chào đón món quà đến từ cụ của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời cụ ạ.
Một tràng pháo tay thật lớn quý vị cùng chào đón sự hiện diện của cụ ạ. Đặc biệt đến từ sau thân phụ mẫu ông Định Bà Hương, thân sinh ra con dâu Kiên Cúc, đang trao gửi những món quà kỷ vật thân thương dành tặng cho hai con yêu quý. Và thay mặt cho các bạn trẻ, chúng con xin được kính chúc cha mẹ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Và chúng con xin được nguyện rằng sẽ xây dựng nên ngôi nhà hạnh phúc, lâu đời tình ái. Để không phụ lòng công sinh hành dưỡng dục cha mẹ đã vun vén dành tặng cho chúng con ngày hôm nay. Chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài, nhau chung vai đẹp say ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Chúc mừng hạnh phúc như đôi chim câu thủy chung suốt đời. Trong áo dài căn đông quê hương.
thấy lòng sao xuyến đắm say, em thấy càng yêu mến anh hơn. Em đang mong chờ anh tới, xin cưới vào mùa xuân, cho đời em thành vợ hiền, anh sẽ là chồng duyên.
đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ Thanh Khang, trên con đường nắng đổ tráng trang, toàn thể quan khách của hai bên gia đình thân mến. Và trong không khí tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình, sau một thời gian chờ đợi thì đoàn đại biểu gia đình quan viên họ nhà trai thực hiện nghi thức đón dâu và rước dâu đã cập bến an toàn tại hôn trường cưới của gia đình quan viên họ nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Gia đình ông Toàn, bà Thơm rất vinh dự được chào đón toàn thể hai giới các cụ, công các bà, cô dì chú bác quan viên hai họ đã cùng trở lại với trung tâm tiệc cưới đại gia đình quan viên họ nhà trai để cùng tham dự câu chuyện tình yêu, chương trình thành hôn chúc mừng hạnh phúc tới chú rể Ngọc Lộc, sánh viên cùng cô dâu Kim Cúc. Và lời đầu tiên, trong không khí trang trọng tràn ngập niềm vui trong ngày hôm nay, cho phép MC của chương trình xin được trân trọng gửi tới toàn thể các cụ, công các bà, quan viên hai họ, đặc biệt là diện diện của đoàn đại biểu gia đình quan viên họ nhà gái, lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, lòng nhiệt và tốt đẹp nhất ạ. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc đầu tiên với lòng mến khách của gia đình quan viên họ nhà trai với câu hát Khách Đến Chơi Nhà. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Người ơi, người à, đừng về. Cho thương anh mắt
Tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một nghi thức đầu tiên. Đó chính là sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn di chuyển về trung tâm sân khấu để chính thức có lời phát biểu trao dâu và nhận dâu. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện gia đình quan viên họ nhà gái, cùng với đó là cô dâu Kim Cúc, vị trưởng đoàn đại diện gia đình quan viên họ nhà trai, cùng với đó là chàng hoàng tử Ngọc Lộc sẽ cùng di chuyển về sân khấu trong ngày hôm nay. Và MC rất cần những tràng vỗ tay của tất cả các vị để cùng chào đón hai vị trưởng đoàn. Xin mời. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón chàng hoàng tử Ngọc Lộc và nàng công chúa Kim Cúc quý vị ơi. Thưa toàn thể quan khách của hai bên gia đình thân mến, và trong giây phút tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình đang hiện diện trên sân khấu khán đài A trang trọng của gia đình quan viên họ nhà trai, ban tổ chức xin được cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe tới hai vị trưởng đoàn. Và xin được gửi tới chú rể và cô dâu lời chúc phúc, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Các cụ xưa thì thường có câu nói rằng con người thì phải có tổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới ra cành ra lá ra hoa, nước có nguồn mấy biển đặng sông sâu. Nhất niên nhất lệ một ngày, mà để cho loan phượng sánh bầy cùng nhau. Vì trầu thì thiếp phải kén cau, vì duyên quan họ bấy lâu bén tình. Đôi bạn trẻ đến với nhau bằng một tình yêu rất tự nguyện và trong sáng, được sự vun đắp của hai bên gia đình, cho phép của chính quyền sở tại pháp lý địa phương. Ngày hôm nay là ngày trọng đại, ngày hạnh phúc và ngày rất đẹp để hai bên gia đình chính thức tổ chức nghi thức vu quy và chương trình thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc tới đôi uyên ương, đôi tân gia nhân trong ngày hôm nay. Và trước sự chứng kiến của tất cả quý vị khách quý quan viên hai họ, ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện gia đình quan viên họ nhà gái sẽ chính thức có lời phát biểu trao dâu và toàn thể hôn trường cưới không ngại ngần gì mà dành tặng cho vị trưởng đoàn đại diện gia đình quan viên họ nhà gái chính thức có lời phát biểu trao dâu. Một tràng vỗ tay thật lớn trong ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác, kính thưa các vị quan khách, kính thưa toàn thể hội hôn. Trong ngày vui trọng đại này, tôi rất vui mừng phấn khởi được chứng kiến sự nhiệt tình đón tiếp của gia đình họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng tôi. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, kính thưa các bà, thay mặt cho quan viên họ nhà gái, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các vị quan khách tại hôn trường luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng các vị quý khách, cháu Cúc và cháu Lộc sau một thời gian tìm hiểu đã đi đến tâm đầu ý hợp và thống nhất xây dựng gia đình hạnh phúc trăm năm. Được sự vun đắp của hai gia đình, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt tổ chức nghi thức đại lễ cho hai cháu. Chúng tôi, quan viên họ nhà gái, chính thức giao cháu Kim Cúc về làm dâu con ông Toàn, bà Thơm và gia tộc họ nhà trai, và công nhận cháu Ngọc Lộc là con rể và cháu rể của gia tộc họ Lê chúng tôi. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc vuông tròn, đời đời bền vững. Chúc cho mối tình thông gia hai gia đình ngày càng bền chặt. Chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng ạ, quý vị thấy lời phát biểu và hướng về vị trưởng đoàn họ nhà trai, thấy rằng là ông đang rất phấn khởi, lại nụ cười rất hạnh phúc trên bờ môi khi nghi thức vu quy tổ chức tại gia đình quan viên họ nhà gái thành công rất tốt đẹp. Và đứng tại sân khấu chính trong ngày hôm nay sẽ đại diện cho dòng tộc họ nhà trai và trực tiếp thay lời cho gia đình ông Toàn, bà Thơm chính thức có lời phát biểu cảm ơn. Mời lớp mời chầu quan viên hai họ và chính thức nhận dâu, một giây phút rất trang trọng của hai bên gia đình. Và ngay sau đây, quý vị chúng ta sẽ dành tặng cho vị trưởng đoàn họ nhà trai một tràng vỗ tay thật lớn với lời phát biểu chính thức nhận dâu. Xin mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, quan viên hai họ cùng toàn thể các quý vị, thay mặt cho gia đình họ nhà trai, trước hết là tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, toàn thể các quý vị cũng như bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu đã bớt chút thời gian đến dự lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay. Và nhân dịp này xin được kính chúc các cụ cùng toàn thể hội hôn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, trước hết là chúng tôi hoàn toàn nhất trí như ý kiến đại diện của vị gia đình nhà gái, và thay mặt cho gia tộc và gia đình nhà trai, chúng tôi xin nhận cháu Cúc về làm dâu của gia đình cũng như là gia tộc Nguyễn Ngọc của chúng tôi. Và đồng thời chúng tôi cũng trao cháu Lộc đến gia đình nhà gái để nhận cháu làm rể của gia đình cũng như là của các cụ gia tộc họ nhà gái. Từ nay quê hương ta, gia đình cũng như xã hội đã có thêm một mái ấm gia đình. Chính vì vậy, chú căn dặn các cháu xây dựng hạnh phúc và tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và làm đẹp cho quê hương. Cuối cùng một lần nữa, thay mặt cho toàn thể gia đình của nhà trai, xin được kính chúc các cụ, các ông, các bà, toàn thể hội hôn cũng như bạn bè thanh niên của hai cháu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn ạ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, tất cả những lời hay, ý đẹp đã được ông trưởng đoàn đại diện gia đình quan viên họ nhà trai thay lời cho dòng tộc và trực tiếp thay lời cho gia đình ông Toàn, bà Thơm, thân sinh ra chú rể Ngọc Lộc, có lời cảm ơn với sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách quý, và đặc biệt là chính thức nhận cô dâu Kim Cúc là cháu dâu của dòng tộc họ nhà trai và là con dâu của gia đình ông Toàn, bà Thơm. Và trong giây phút tràn ngập niềm vui trong ngày hôm nay, đón khách như đón người thân, đón khách như đón mùa xuân đang về, và chú rể và cô dâu đang tay trong tay lở những nụ cười rất hạnh phúc trên bờ môi. Và để cùng ghi lại khoảnh khắc thật đẹp trong ngày hôm nay, ngày trọng đại của hai bên gia đình, và ngay sau đây MC xin mời hai ông trưởng đoàn cùng xích lại gần nhau hơn một chút ạ. Và xin mời hai ông xích lại gần nhau hơn một chút, dành tặng cho nhau một cái bắt tay để kết tình thông gia và chương trình thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc tới chú rể Ngọc Lộc, sinh viên cùng cô dâu Kim Cúc xin chính thức được bắt đầu.
Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng những khoảnh khắc thật đẹp trong ngày hôm nay. Những khoảnh khắc mà chú rể và cô dâu sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời. Và từ nay chú rể Ngọc Lộc và cô dâu Kim Cúc đã chính thức là vợ, là chồng, bước vào cuộc sống hôn nhân và cuộc sống gia đình. Một tràng pháo tay lớn hơn để cùng chúc mừng quý vị ơi. Và thay mặt cho ban tổ chức xin được chúc tình cảm thông gia của hai bên gia đình nhà mình luôn được bền chặt và keo sơn. Chúc cho chú rể và cô dâu sẽ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời, xứng đáng là trai tài gái sắc, dâu hiền rể thảo của hai bên gia đình. Thank you.
một không gian tiệc cưới thật sang trọng, đó là sự hiện diện của chàng hoàng tử Ngọc Lộc và nàng công chúa Kim Cúc. Ngay sau đây thì anh muốn rằng là hai vợ chồng cùng nắm chặt tay nhau, và cảm ơn sự hiện diện của toàn thể các cụ công các bà, quý vị quan khách quý trong ngày trọng đại của hai em bằng một cái cúi chào để cảm ơn tất cả quý vị khách quý, và đặc biệt là cảm ơn bố mẹ của hai bên gia đình đã cho hai em có được một cuộc sống rất tốt đẹp và có được ngày hôm nay, ngày chính thức mà hai em đã lên vợ thành chồng. Ngay sau đây xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng nở những nụ cười thật hạnh phúc trên bờ môi và cúi chào cảm ơn tất cả quý vị khách quý quan viên hay họ. Xin mời kính thưa tất cả quý vị khách quý, chú rể thì rất, và ngay sau đây đó là rất nhiều mong muốn không chỉ của riêng anh mà tất cả quý vị khách quý, nhất là bạn bè của cô dâu và chú rể đang ngồi ở bên dưới phía trung tâm sân khấu, muốn rằng là hai em sẽ trao tặng cho nhau một nụ hôn, không biết là chú rể trong giây phút trọng đại trong ngày hôm nay thì ngay sau đây anh xin phép được đếm từ 1 đến 3, hai em sẽ trao tặng cho nhau một món quà tinh thần, đó là một nụ hôn thật ngọt ngào và đong đầy yêu thương. Và nụ hôn chính thức của chú rể Ngọc Lộc dành tặng tới cô dâu Kim Cúc, người vợ tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Xin chính thức được bắt đầu. Những tràng pháo tay của quý vị để cùng chúc mừng ạ. Rất tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Hôn lễ của hai cháu và hai bên gia đình đã chúc phúc cho các cháu và chúc cho mối tình thông gia của hai gia đình ngày càng bền chặt, chúc cho hạnh phúc của các cháu dài lâu và luôn nở nụ cười trong cuộc sống thường ngày. Do thời gian nó có hạn cho nên là chúng tôi phái đoàn nhà gái xin phép được cảm ơn các cụ, các ông, các bà, quan viên họ nhà trai đã tiếp đón chúng tôi rất tận tình và chu đáo. Vì thời gian có hạn cho nên là chúng tôi xin phép được lui gót chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể các vị trong khu trường mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Tam này ở tam quan là để mỹ năm là năm xong tôi tưởng đến mà này cũng dám người ngoan, người ngoan đi tôi phiền, người ơi người ở đừng về. Em về em đi vỡ đi
đời về tôi dặn đi nay con.